Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Zone Good Run, let's go. Ok, let's go. Mình sẽ sang tiếp theo. Bendy. Let's go.
DMZ. Ok. Chapter 1. Moving picture. Rồi, từ game này thì các bạn phải làm theo hướng dẫn của game. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Các bạn lắp hai cú min vào đây. Sau đó thì bật cầu dao lên. Ok. Cái này nó sẽ kéo lên. Lúc đó thì cánh cửa kia nó sẽ mở ra. Rồi, let's go. Mình sẽ ra đây và đợi cánh cửa mở. Đang mở rồi. Tiến sâu vào trong. Ok, let's go. Trong này các bạn phải đi tìm 6 món đồ. Sau đó thì sẽ đặt vào 6 trụ đây. Mình sẽ đi tìm từ món đồ 1. Món đồ đầu tiên ở trong này. Oh my god. Joey, what were you doing? Ok. Đồ thứ hai. Let's go. Đồ thứ ba. Một quyển sách. Wow. Rồi mình sẽ vào đây để tìm món đồ thứ tư, đó là một cái bánh răng. Let's go. Món đồ thứ năm, đó là một chiếc đĩa. Đây rồi. Và món đồ thứ sáu thì mình sẽ đi thẳng vào trong sâu đây. Let's go. Okay, that's all of them. Rồi, và mình sẽ đặt vào 6 cái trụ đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start the main power. Wow, bên đi. Máy chiếu đã xuất hiện rồi. Đang chiếu một chiếu đang đi. Đang nhảy. Ok. Bắt đầu đường cống hoạt động hết rồi. Mình sẽ vào đây giờ có ra xuống xem như thế nào. Let's go. Wow, ở đây bị chặn rồi. Wow, có một con quỷ nó vừa xuất hiện ở đây. Sao lại bị chặn chỗ này kìa. Ok, mình sẽ nhảy sang đây xem. Cửa lại đóng luôn, bắt buộc phải đi vào bên này rồi. Đi đường thẳng xem như thế nào. Oh my god. Ok.
sẽ quay cái này đi, cho nước rút xuống, nước nó rút rồi. Tiếp tục cho nước rút ở đây tiếp. Ok, let's go. This will definitely come in handy. Ok. Các bạn vào vòng tròn này thì tức là các bạn đã hoàn thành được chapter 1. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo, chương quét Horror 2. Wow, con người ra hẳn ngoài luôn. Mình sẽ dọn ông ta. Còn anh chàng Macaron, anh ta đã biến thành hài cẩu. Okay. Hài cẩu thì chỉ có ăn cá thôi. Nếu mà các bạn không để anh ta biến thành thì anh ta sẽ hút máu các bạn, và lúc đó các bạn đã phải chơi lại. Ok. Một bộ răng rất là chắc luôn. Ok. Rồi, và mình sẽ sang tới game tiếp theo, It's Horror Cloud 2. Let's go. Tựa game này thì nói về một ông Cloud, tức là ông gã hề. Ông ta chuyên đi bắt cóc người và tra tấn và đánh đập, rốt con người vào trong một khu cách ly như thế này. Thì phần 1 của tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tiêu diệt ông ta và cứu một cô gái. Phần 2 thì là phần này, tức là các bạn phải đi phá hủy căn cứ của ông ta. Đây là một căn cứ khá là rộng. Rồi, mình sẽ tiến sâu bên trong, xem trong này có gì không. Mở cánh cửa thần bí ở đây ra sao nào. Ok. Một sợi dây bằng sắt. Let's go. Tiếp tục đi sâu bên trong xem có gì không. Mình sẽ mở cánh cửa ở đây ra. Đây là một cánh cửa bằng đá. Chưa đúng mã số của nó. Chưa được. Chắc chắn là như này rồi. Ok. Sau đó thì mình sẽ đặt viên đá xuống đây. Khi đặt xuống thì cái này nó sẽ không chém các bạn được. Còn nếu các bạn tự đi vào thì các bạn sẽ chết ngay. Ok, let's go.
skip. Rồi, mình sẽ dùng sợi dây sắt này. Chặn cái này nào. Ok. Let's go. Tiếp tục đi sâu bên trong. Ok, có một chiếc xe. Đặt cái này vào đây. Let's go. Cầm chiếc chìa khóa này, mình sẽ mở cánh cửa thần bí kia ở kia ra. Đó là một cánh cửa thần bí. Ông ta đã khóa cánh cửa này. Wow, đi vào trong sâu ra. Ở đây các bạn phải đào. Rồi, một quyển sách. Đây là một quyển sách cõi hồn. Các bạn phải bỏ quyển sách này vào chỗ hình ngôi sao. Hình vừa rồi là hình ngôi sao. Ok. Tiếp tục đi nào. Let's go. Ok, quay lại thôi. Let's go baby. Đây là hai quả bom. Và các bạn phải đặt hai quả bom này vào chỗ hai cái bình ga. Lúc đó xong rồi các bạn chạy. Và lúc đó thì các bạn sẽ thành công và sẽ phá tan được khu nơi này của ông Ithoroclam. Của ông Clam. Một gã hề rất là kinh khủng, rất là dữ dằn. Ông ta có một quả búa rất là to. Ok, đây là bình ga này. Mình sẽ đặt một cái vào đây. Ga super. Wow. Tiếp tục đặt một cái bình ga nữa ở đây. Ok. Đặt một quả bom vào bình ga chứ. Rồi, chạy thôi. Đóng tiếp cánh cửa đây xem nào. Let's go. Boom. Rồi ok, và mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Pause Matter. Let's go. Sởi cơ. Wow, cái này khoảng 14 thôi. Bao sao anh ta ném sởi một lần. Ok. Oh my god. Thì tụt xuống đây rồi. Cái này hơi khó tính một chút. Nhưng không sao. 18 đi. Ok. Cầm 20 rồi nè. Oh my god. Khó tính, cái này bị khó tính à. Vẫn phải tầm 20. Ok, anh ta đi luôn. Finish him. Mười chín rồi. Rồi, let's go. Fatality.
Player one, choose. Let's go. Jim Matochi. Wow. Mình đang lấy một quả bóng dao. May mới xoay. 22 vẫn chưa trúng, 23 thì trúng rồi. Oh my god, anh chàng này rất là trâu máu. Trôi, tức là vẫn chưa tỉnh. Ok, cô vẫn còn sống cơ. Finish him. Ok, baby. Rồi, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Slender. Ok. Slender Free. Tựa game này thì các bạn phải đi tìm những bức hình gắn ở trong map ở đồ này. Và khi các bạn tìm thì thỉnh thoảng sẽ gặp Slender, ông ta sẽ đi xung quanh đây. Thì các bạn phải quay đi thật nhanh, đừng tránh cho ông ta nhìn các bạn lâu. Nếu mà nhìn lâu các bạn sẽ bị ông ta bắt mất. Và lúc đó các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Ok, ở gần đây sẽ có một hình. Wow, wow, let's go. Chỗ nào đây? Oh my god. Ở giếng à? Ở đây rồi. Bức hình đầu tiên. Mình sẽ đi con đường này xem có gì không. Ồ, gặp Slender rồi, chạy thôi. Tiếp tục đi sang đường bên này đi, tránh gặp ông ta. Let's go. Đường này là một ngõ cụt, mình sẽ đi ngược lại đường này. Cũng cụt nốt, wow. Tiếp tục nào, quanh đầu bên này xem. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm những bức hình gắn ở trong cái map bản đồ này. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được game khi các bạn tìm đủ những bức hình trong map này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Play Spec 2, let's go. Ok. Wow, 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 show. Oh, còn này là đánh bom rồi. Mình đang ở đâu? Mình ở tận đây cơ. Mình chạy sang đây rồi. Ờ, đây có một đường tắt. Đây rồi. Oh my god, sao mình cháy đen thui rồi. Chắc là mình vừa bị dính một quả bom rồi. Rất là đông. Ok,
Oh my god, có anh chàng đang ở đây. Ok. Còn đây nữa cơ. Oh, thắng rồi. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Bajit Storm, let's go. Start game. Oh, hi. Run. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite song. I can't believe it. You're doing fantastic. Okay. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Now gotta sweep, sweep, sweep. Tựa game này thì các bạn đi tìm 7 cuốn sách ở trong một môi trường học như thế này. I wanna play with someone. I wanna play with someone. 15. Oh my god, anh chàng ở trong này anh ta bắt mất rồi. Và các bạn phải đợi trong vòng 15 giây thì các bạn có thể được quyền được khoảng bao nhiêu này. Rất là hài luôn. Ok. Chuồn thôi. Mình sẽ đi này xem có gì không. Trong này chắc chắn là nghĩ là mình sẽ có một cuốn sách rồi. I wanna play with someone. Let's go. Tiếp tục chuẩn đúng không ạ? Đi ra ngoài đi. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Looks like it's sweeping time. Let's play. Let's play. Let's play. Oh my god. Oops, you messed up. One, two, three, four. Oops, you messed up. One, two, three. Đó các bạn đi xung quanh toàn trường này. Sau đó các bạn phải đi tìm 5 quyển, 7 quyển sách tất cả. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.